Liên quan vụ triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả khủng ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam 6 bị can về tội sản xuất và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Nhóm bị can gồm Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1976, ngụ quận Tân Phú, Ao Vạn Hạnh, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng trú quận 8, Trương Thùy Trinh, sinh năm 1973, Trương Phong Hào, sinh năm 1998, cùng ngụ quận 8, Huỳnh Nhật Kha, sinh năm 1998, Phạm Quốc Quyền, sinh năm 1979, cùng ngụ quận 10. Riêng Đặng Văn Hóa, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai, công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Theo điều tra, trưa ngày 13 tháng 12, Công an quận 8 ập vào kiểm tra bãi xe không số ở đường Cao Lỗ, phường 4, khống chế bắt giữ nhóm Cường, phát hiện 10.000 lọ thuốc giả. Qua làm việc, Cường khai thuê Hạnh, Hào và Huy chưa rõ lai lịch để sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh tại bãi xe trên, trả tiền công theo tháng. Hạnh khai là không biết người bán nguyên liệu cũng không biết thuốc chữa bệnh giả sau khi sản xuất được Cường bán cho ai. Cường khai mua nguyên liệu sản xuất của nhiều người khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên qua mạng xã hội. Sau khi đem về bãi xe, Cường cho đồng bọn làm thuốc tân dược giả. Quy trình sản xuất đối với thuốc giả dạng viên nang thì nhóm xếp vỏ viên nang vào khuôn, cho bột vào ép thành viên. Còn với thuốc giả dạng viên nén thì nhóm lấy viên nén có sẵn cho vào lọ dán nhãn là hoàn thành. Nhóm này chủ yếu sản xuất các loại thuốc chữa bệnh như Gon 500, Silicot 200, Cefalexin 500, Tepin Codein viên nén, Ciprosacin 500, Decotin, Asmacot, Cepha Pharmacy 500, Cefarosin 500, Amoxicillin 500, rồi được Cường bán cho nhiều người, nhà thuốc ở quận Gò Vấp, quận Bình Tân, quận 10. Qua làm việc, Khoa và Quyền khai nhận trao đổi, thỏa thuận mua bán thuốc chữa bệnh với Cường thông qua mạng. Khoa biết Cường bán thuốc giả nên nhiều lần mua với tổng số tiền là gần 1,4 tỷ đồng, còn Quyền mua của Cường tổng số thuốc giả gần 900 triệu đồng. Ngoài ra, Quyền khai mua thuốc chữa bệnh giả của Hóa. Từ lời khai, Công an quận 8 đã ập vào căn nhà của Hóa ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt giữ đối tượng, thu giữ hơn 2.500 lọ thuốc giả. Hóa khai từng kinh doanh thuốc với Quyền. Mới đây, Quyền đặt mua Hóa thuốc tây nên Hóa tự mua nguyên vật liệu, dụng cụ để sản xuất thuốc giả.